Với mong muốn học sinh xuất sắc, giáo viên xuất sắc, trường học xuất sắc, việc học hứng thú, đam mê và hiệu quả, sáng ngày 24 tháng 2 năm 2019 đã diễn ra lớp học đổi mới tư duy, phát huy sáng tạo do trường tiểu học Lê Mau phối hợp với phòng đào tạo thực hiện. Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề mà ngành giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng luôn đề cập và đi sâu vào chỉ đạo trong các nhà trường hàng chục năm qua. Đổi mới giáo dục phải luôn song hành cùng với phương pháp dạy, phương pháp học, lấy học sinh làm trung tâm. Trong buổi học, giảng viên Ngô Quốc Huy Hoàng đã nhấn mạnh việc học là đổi mới tư duy, phát huy sự sáng tạo, đề cao vai trò giảng dạy của giáo viên trong việc sáng tạo tư duy của học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học làm sao để dạy cho học sinh cách tư duy, cách học để các em dễ hiểu và nhớ lâu nhất. Đó là việc tạo thói quen nhớ và biết cách vận dụng ứng dụng sơ đồ tư duy vào học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả học tập và tạo sự hứng thú. Ngày hôm nay thì chúng tôi cảm thấy là chúng tôi học tập được rất nhiều. Thứ nhất là về cách vẽ bản đồ tư duy cũng như là cái phát huy cái sáng tạo khi mà vẽ được bản đồ tư duy. Đồng thời chúng tôi cũng biết được, tiếp được cái niềm tin, niềm động lực và cũng như cái sự tin tưởng đối với học sinh của mình. Để từ đó chúng tôi có thể có được những cái học sinh, những em chăm ngoan, học giỏi và đạt những cái kết quả cao trong học tập. Những hoạt động trải nghiệm sáng tạo thực tiễn có sự tham gia giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên được đẩy mạnh trong những buổi học. Nhờ vậy, học sinh có sự tiến bộ rõ trong giao tiếp ứng xử và học tập, tư duy sáng tạo. Đặc biệt, các chương trình trải nghiệm trong buổi học đã trở thành sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa phụ huynh, giáo viên và nhà trường, tạo nên sự hợp tác toàn diện, thân thiện trong giảng dạy và giáo dục học sinh. Qua bài học hôm nay, chúng cháu học được nhận rất nhiều điều bổ ích. Chúng cháu biết được cách vẽ bản đồ tư duy, biết bộ não của chúng ta hoạt động như thế nào. Lần đầu chúng cháu được đọc 10 sự tự tin của học sinh xuất sắc thì cháu cũng cảm nhận mình là một học sinh giỏi. Và cháu muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo đã tổ chức cho chúng cháu một chương trình thú vị và bổ ích. Lớp học đã bồi dưỡng, bổ sung thêm kiến thức, hành trang để tiếp tục trên con đường đổi mới giáo dục trong nhà trường nói riêng và toàn ngành giáo dục nói chung.